Hôm nay đi lên Ai Cập này. Ồ, dưa bà con trồng ơi, chụp quá đẹp. Đẹp quá. Này. Dưa đẹp mà tiếc quá bà. Anh em làm khổ mà giá thấp. Trung Quốc ăn thì có ăn mà cũng còn thấp. Dưa đẹp không? Còn ở nội địa thì cũng thấp luôn. Dưa đó, dưa đó, dưa gần cắt rồi mà lá lấy rất là đẹp. Đây có cái dưa rèn nữa. Mình quay này, dưa điêu như vậy đấy ha. Điêu đó, đẹp lắm. Hay điều riêng điều riêng cái rưỡi 4 kg, 3 kg, 4 kg. Nhớ dưa rồi. Quay làm kỷ niệm. Đây. Quá đẹp. Toàn hết tay vậy. Trăm mấy chục sao là điều là đẹp, đẹp như tranh. Mơ. Làm được trà dưa này đâu phải dở. Thôi mình lướt qua ăn xíu thôi. Mọi người xem cái vụ dưa năm nay ở tỉnh đồng Ai Cập. Chào mọi người nha. Bên cạnh đó, công ty cũng đang phân phối độc quyền một số loại thuốc hiệu quả dành cho cây trồng cũng như cho dưa bầu bí. Quý bà con có thể tham khảo ở link shop L hoặc liên hệ với số điện thoại trên màn hình.